Chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình hôm nay. Yeah các bạn, hôm nay lại tiếp tục với này video ẩm thực các bạn. Mình sẽ review một món ăn rất là nổi tiếng của Việt Nam các bạn. Các bạn có biết đây là bánh gì không? Bánh này rất là nổi tiếng nha mọi người. Thì mình sẽ tiết lộ cho các bạn, đó là bánh dày quán gánh nhá. Nó là một đặc sản của Hà Nội đấy. Thì hôm nay mình sẽ review các bạn. Cứ một mình thôi thì mình mua một chiếc này mình sẽ review. Trong này nó có rất là nhiều luôn đấy. Mình sẽ review cho các bạn xem bánh dày quán gánh có những cái gì nhá, và hương vị của nó ra sao nha mọi người. Thì đôi khi nhiều người Hà Nội thì người ta thưởng thức rồi, nhưng mà mình ở quê mình chưa được thưởng thức, thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem nó có những gì các bạn. Đấy, nhìn nó rất là ngon luôn các bạn này. Đây, bây giờ mình sẽ sở lên cho các bạn xem này. Nó gói rất là cẩn thận này. Bây giờ gói đẹp lắm đấy. Đấy, lá thì nhiều thế. Mình chưa ăn cái này bao giờ đâu mọi người. Ngày xưa mình làm trên Hà Nội nhưng mà mình chưa đi thưởng thức. Đúng là chưa thưởng thức bao giờ thật. Thì hôm nay mình sẽ thưởng thức xem như thế nào nhé. Đây các bạn. Các bạn nhìn chưa? Quá ngon luôn nhá. Các bạn ơi, lần đầu tiên được ăn nhá. Bạn nhìn nó rất là ngon không? Cái này họ làm từng chiếc nhỏ một mọi người. Nhìn nó. Bây giờ này tượng trưng như trời đất của Việt Nam đấy mọi người. Rất là ngon luôn này. Ngoài là cuộn lá nhá các bạn nhá. Rất là đẹp, bắt mắt luôn này. Bánh dày này là tượng trưng cho trời đất của đất nước Việt Nam mình đấy các bạn. Món ăn nổi tiếng đấy. Đấy các bạn nhìn không? Ngon lắm. Rất là ngon luôn đấy mọi người. Thì họ đã được làm nó như vậy. Từng miếng một này mọi người. Đấy, từng miếng một như vậy nha mọi người. Đấy. Rất là chuẩn luôn, đúng bánh dày cuốn gánh lần đầu tiên mình ăn luôn đấy nhá, chưa bao giờ mình ăn đâu. Đấy, bạn nhìn được. Hỏi như vậy cho nó dễ ăn đi mọi người. Có dầu, nó nằm có bôi dầu ở đây. Nó không dính nha mọi người. Đấy, thấy chưa? Đấy, rất là ngon luôn. Đấy, các bạn nhá, mình sẽ thưởng thức thử nhá. Test thử. Cái này nó hương vị mặn không ạ? Mua bánh là rất là dẻo. Nó làm từ bột nếp nha mọi người. Và trong này có nhân đỗ này. Các bạn nhìn chưa? Nhân đỗ thì nó có hạt tiêu nữa các bạn. Bánh này gọi là bánh mặn. Còn bánh ngọt nữa. Nó còn hương vị bánh ngọt nữa mà. Đấy. Rất là ngon luôn. Thấy các bạn, rất là ngon nhé. Này, nhiệt độ này. Trời. Đỗ nó nảy mùi. Ngon. Nó ngon. Trời ơi. Nó quyện với bánh này. Dùng nhân đỗ này các bạn ạ. Nó lại có gia vị như tới tí hạt tiêu ấy. Rất là thơm ngon luôn mọi người. Mời mọi người nha. Đúng là cái bánh này là lần đầu tiên mình ăn đấy mọi người. Chưa bao giờ ăn thật.
Bữa này thì hơi nhiều tiêu chút. Ai ăn được tiêu thì vừa, mà ai ăn được tiêu ít ý thì nó hơi nhiều chút mọi người. Tiêu cay. Rất là dẻo luôn nha. Nhưng mà tiêu quá, cay. Ăn cái nữa cho nó biết mùi vị của bánh dày cuốn gánh. Đoạn đi. Trong đô ngoài cái bánh này nó như bánh dày ở mình thôi mọi người, không có gì à, nhưng mà trong nó chỉ hơn một cái nhân đỗ, hơi mũi tia tiêu vậy. Nhân đỗ người ta cho nó vừa vặn là đâm ra là nó đậm đà. Ai mà ăn hết một cái gói này là no đấy mọi người. Gói này trông vậy mấy chiếc rồi nó ăn no rồi. Toát mồ hôi. Ngon. Ngon luôn. Kẹo không ăn. Ăn nhiều toát hết mồ hôi mọi người. Trong này nó dính cuống nữa. Nếu mà ai ăn thì khỏe thì ăn hết được, không thì không ăn hết được mọi người. Hơi cay. Nhiều tiêu quá. Ít tiêu tí nữa thì được. Hơi nhiều. Cày quá. Các bạn, ta thấy mồ hôi. Thời gian tới các bạn nếu mà yêu mến mình thì comment cho mình nhé. Xem là các bạn yêu cầu
mình làm những cái món gì nha, các bạn hãy comment ở dưới để mình sẽ biết được mình làm nhá. Mình quay những cái món ăn đấy nhá để gửi đến tất cả quý vị và các bạn nhá, để review xem là Việt Nam mình có tất cả rất bao nhiêu món ăn, và mình là đa dạng món ăn mà, rất là nhiều đúng không, không thể tính được các bạn. Đấy. Là tới này, các bạn mà comment mình làm món ăn gì thì hãy comment ở dưới nhá. Hôm nay mình không ăn hết được không? Chịu chết được. Nhiều quá. Trông vậy mà ăn không hết được. Mình phải tải các bạn. Không phải đơn giản. Gấp à. Nói chung là cũng nó là món ăn nổi tiếng thôi, nhưng mà thực ra nó cũng vậy vậy thôi, cũng chưa đạt đỉnh cao. Nói thật nó bình thường. Mùi thì đỗ về thì ấy không có gì. Rồi, mình xin tạm dừng clip nhá. Nếu các bạn yêu mến mình hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Lần sau để nhận những video tiếp theo nhá. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye. Yeah.